Britain, chào mừng các bạn đến với Arosala Channel. Mình là Duy, chuyên viên kỹ thuật của Arosala. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn cách cài đặt, cấu hình hệ thống Blockson sử dụng phần mềm Blockson cần thiết. Bây giờ thì cùng mình bắt đầu nha. Thiết bị hôm nay mình chuẩn bị có vali demo của Blockson, bao gồm những cái thiết bị mini server, tree extension, array extension, IGBY tree, touch tree, presence sensor, cảm biến từ cửa và những cái đèn 21 triệu màu của Blockson. Bây giờ thì cùng mình kết nối vào mini server để cấu hình cho hệ thống. Để kết nối và cấu hình hệ thống của Blockson thì chúng ta cần sử dụng phần mềm Blockson Config. Link tải phần mềm thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video. Để khởi động phần mềm thì ta nhấn đúp chuột vào biểu tượng. Phiên bản mới nhất của phần mềm Blockson Config hiện tại là phiên bản 13.1. Rồi, sau khi mà khởi động phần mềm lên thì ta sẽ thấy cái phần giao diện như sau. Ở mé bên tay phải là những cái phần liên quan tới là check phiên bản update nè, điều chỉnh cài đặt ngôn ngữ nè, hay là những cái phần hỗ trợ. Rồi mé bên tay trái là những cái phần liên quan tới là tạo dự án mới nè, những cái dự án mà mình đang được mở nè. Đây là những cái dự án trong lịch sử mình đã mở nè, tạo một cái dự án mới, hay là lên một cái kế hoạch cho một cái dự án, build từ đầu, hoặc là mở những cái dự án đã có sẵn. Ở phần mini server thì để kết nối với mini server thì mình có hai cách. Một là search, mình có thể kết nối cùng lớp mạng với mini server, sau đó mình sẽ search ra cái mini server và kết nối vào. Cách thứ hai là kết nối manually, là kết nối thủ công, mình sẽ nhập cái mã serial number định danh của mini server và kết nối thủ công vào. Ở đây còn có một số cái tool cho mình có thể là update firmware cho mini server, format thẻ SD card của mini server để reset lại cái bộ nhớ, hoặc là reset lại cái mật khẩu của mini server. Thì đó là một số cái phần công cụ để tạo một cái dự án mới, thì mình chọn new project. New project. Rồi sau đó chọn mini server mà mình muốn tạo cái dự án, ví dụ là mini server bình thường, hoặc là mini server combat, hoặc là mini server go chẳng hạn, một số dòng mini server như vậy. Thì ở đây mình sẽ chọn mini server, sau đó nhấn done. Rồi đây là giao diện sau khi mình tạo một dự án mới. Thì việc đầu tiên mình cần làm sau khi mình tạo một dự án mới là connect tới mini server. Để connect tới mini server mình chọn connect search. Để mình chú ý là để sạc ra được mini server thì máy tính mình phải kết nối cùng lớp mạng với mini server. Chọn dòng mini server cũng kết nối, nhập username, password, sau đó connect. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến các bạn một số thanh công cụ và một số khóa hàm chức năng chính của Blockson Config. Thì ở trên phần MyProject mình có thể thấy là ở đây là phần ngắt kết nối và kết nối đến mini server. Đây là loạt dữ liệu từ mini server, đây là lưu dữ liệu xuống mini server sau khi mình cấu hình xong. Start Live View là mình có thể coi online tình trạng của những cái thiết bị đã được kết nối vào hệ thống. Rồi ở đây mình sẽ quan tâm đến cái phần là Add Function Log, tức là mình add những cái khối hàm chức năng vào trong cái phần mềm Blockson Config để có thể cấu hình, cài đặt những cái ngữ cảnh theo những cái yêu cầu của chủ đầu tư. Ví dụ như là những ở đây thì Blockson Config sẽ chia sẵn cho mình những cái khối hàm liên quan tới chức năng như là Access nè, Alarm Lock, Analog, hay là Button Switch để mình cài đặt bật tắt đèn chẳng hạn. Thì mình sẽ sử dụng những cái khối hàm tương ứng với những cái chức năng trong này. Energy là những cái liên quan đến năng lượng, hay là Lighting là những cái liên quan tới điều khiển chiếu sáng. Thì trong những cái phần những cái khối hàm này nó sẽ có nhiều cái hàm, nhiều cái khối cho mình chọn để mình có thể là sử dụng để điều khiển. Rồi tiếp theo mình có thể đặt lại tên của dự án của mình bằng cách chọn vào cái phần dự án đây và đặt lại tên nè. Lại tên, điền thêm một số thông tin của dự án, ví dụ như là tên dự án nè, tên đường, rồi mã zip code,
Đây là một số thông tin thêm của dự án thôi. Rồi, đó là về phần thông tin dự án. Tiếp theo là đến phần cài đặt cho mini server. Thì ở đây mình có thể là đặt tên là cho mini server. Rồi, ở đây là serial number là địa chỉ định danh của mini server. Mỗi mini server sẽ có một cái mã riêng như vậy để định danh. Local address là mình có thể nhập địa chỉ IP local cho mini server. Rồi, internal là địa chỉ trên cloud để có thể kết nối mini server từ xa, những cái bộ edit những cái bộ ở đây. Rồi, một mini server á, thì sẽ có 8 digital input. Đó, mình có thể thấy những cái ngõ vào được thể hiện ở đây. Xíu nữa khi mình cài đặt mình sẽ lôi những cái ngõ này ra trên cái phần cài đặt để có thể là đặt những điều kiện, đặt những cảnh để cấu hình. 4 analog input nè, hay là 8 digital output cho mình cài đặt bật tắt đèn hay là bật tắt máy bơm gì đó, thì mình sẽ cài đặt với những cái relay ngõ ra như vậy. Và mini server sẽ có một cái đường link để kết nối những cái extension và một cái đường truy để kết nối những cái thiết bị truy vào mini server. Thì đó là về phần cài đặt và những cái giới thiệu sơ bộ về mini server. Sau khi mà mình cài đặt xong á, thì mình chọn save in mini server để lưu lại những cái cài đặt nãy giờ của mình. Rồi, tiếp theo là về phần kết nối những cái thiết bị vào hệ thống. Thì ở đây mình có thể thấy là có số 2 ở thiết bị link ở đây, tức là đã có 2 thiết bị link đã được kết nối vào hệ thống. Đó, thì hệ thống nhắc nhắc mình có 2 thiết bị ở đây, thì mình có thể chọn vào đường link nè, chọn extension search. Đó, mình có thể thấy 2 thiết bị link được mini server detect ra, đó là airbase extension và tree extension. Mình chọn vào từng thiết bị, nhấn dấu cộng để có thể add vào hệ thống. Rồi, hello. 2 thiết bị link này đã được add vào hệ thống và chọn save in mini server để lưu lại. Rồi, trong cái thiết bị tree extension đây thì mình có thể chọn tree device search đó để search những cái thiết bị tree kết nối vào hệ thống. Mình thấy ở đây có một cái recent sensor tree nè, cảm biến hiển thị tree nè, một cái RGBY tree nè, một cái touch tree nè. Thì mình chọn vào những cái thiết bị và nhấn dấu cộng để add những cái thiết bị tree này vào hệ thống. Rồi, sau khi add những cái thiết bị xong thì nhấn save để lưu lại. Rồi, thì đó là về phần kết nối những cái thiết bị vào hệ thống mini server. Rất là dễ đúng không các bạn? Rồi thì đó là cách kết nối những cái thiết bị vào mini server. Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn đến các bạn cài đặt một số những cái tính năng cơ bản của hệ thống Lawson. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn 4 tính năng cơ bản, bao gồm thứ nhất là bật tắt đèn bằng công tắc, thứ hai là thay đổi màu đèn bằng công tắc, thứ ba là khi có cảm biến chuyển động mà phát hiện có người á thì sẽ tự động bật đèn. Cảnh thứ tư là khi có người mở cửa, tức là khi cảm biến từ cửa kích hoạt đó, thì sẽ báo động và thông báo cho người dùng. Bây giờ thì cùng mình cài đặt lần lượt những cái tính năng ha. Rồi, đầu tiên là cái cảnh thứ nhất là bật tắt đèn bằng công tắc. Thì trong hệ thống mình hiện có là touch tree để mà show những cái điểm chạm ở touch tree lên đó, thì mình có thể là chọn vào touch tree nè, sau đó tích vào những cái button ở đây, thì những cái điểm chạm, những cái mà ngõ vào lệnh á sẽ được show ra để mình có thể dễ dàng cài đặt. Ví dụ ở đây mình muốn sử dụng điểm chạm thứ nhất để bật tắt cái đèn Q1 thứ nhất. Nhấn một chạm á thì đèn bật, nhấn một chạm nữa thì đèn tắt. Thì cách cài đặt như sau. Đầu tiên mình sẽ xác định ngõ vào của mình là công tắc để dùng để bật đèn. Điểm chạm thứ nhất của công tắc, mình lôi điểm chạm thứ nhất ra. Tiếp theo, cái đèn được điều khiển bởi Q1 của mini server thì mình sẽ lôi Q1 của mini server ra. Sau đó, dựa vào cái điều kiện một chạm thì bật đèn, chạm tiếp theo thì tắt đèn, chạm nữa thì bật đèn, chạm tiếp theo nữa thì tắt đèn, thì mình sẽ chọn cái khối hàm tương ứng. Ở đây mình sẽ chọn khối hàm là switch. Mình có thể là đưa vào con chuột vào add function lock cho nó sổ ra những cái lệnh, những cái khối hàm mà mình chọn, hoặc là có thể sợ cái tên khối hàm ra luôn nha.
Ở đây mình chọn có hàm switch. Rồi. Sau đó nói những cái ngõ vào, ngõ ra vào những cái khóa hàm tương ứng. Ví dụ ở đây mình có thể xác định ngõ vào ở đây là toggle, tức là sẽ luân phiên thay đổi giữa on off khi mà có tín hiệu đầu vào đưa vào. Đó, mình sẽ chọn vào đây. Ở đây ngõ ra output mình cho cái đèn V1. Rồi, như vậy là đã xong phần kết nối. Sau khi mà cài đặt xong á thì mình chọn Seven Mini Server để lưu lại. Và rồi thì bây giờ mình xem thử với cái cấu hình của mình thì trên thực tế hệ thống sẽ hoạt động như thế nào, có đúng như mình cấu hình hay không ha. Như ta thấy, khi chạm vào điểm chạm thứ nhất của công tắc thì ta có thể dễ dàng điều khiển bật tắt đèn kết nối với ngõ ra V1 của mini server. Thì cảnh thứ hai mình muốn giới thiệu các bạn là cảnh thay đổi màu đèn bằng điểm chạm trên công tắc. Thì cách cài đặt như sau. Ở đây mình sẽ sử dụng khóa lệnh là Lighting Controller để cài đặt cái tính năng này. Đầu vào sẽ là điểm chạm thứ ba của công tắc. Sẽ lấy điểm chạm thứ ba nó vào đây. Đầu ra sẽ là bộ điều khiển thay đổi màu đèn. Rồi. Ở đây mình sẽ enter vào để set up những cái màu khi mà điểm chạm T3 nó sẽ thay đổi. Ở đây mình sẽ có những cái màu, ở đây mình bỏ cái màu sáng ra đi. Mình sẽ add thêm một số cái màu ở đây, ví dụ như ở đây mình sẽ add màu đỏ. Ok. Đây là màu xanh lá đây. Rồi, ở đây là xanh dương. Cuối cùng là màu vàng. Rồi, ok. Nhấn Save Mini Server để lưu lại. Rồi bây giờ mình cùng kiểm tra xem hệ thống thực tế hoạt động có đúng như mình cài đặt không ha. Như vậy ta thấy khi chạm vào điểm chạm T3 của công tắc thì đèn thay đổi màu và cái thứ tự đúng như cái kịch bản mà ta đã cài đặt. Rồi, ngay cảnh thứ ba mình muốn giới thiệu các bạn là ngay cảnh mà khi mà cảm biến hiện diện phát hiện chuyển động thì điều khiển đèn tự động bật. Thì cách cài đặt như sau. Đầu tiên mình sẽ chọn vào khối là tinh thần trên lơ và chọn cái màu mà đèn mình muốn bật khi mà cảm biến hiện diện phát hiện chuyển động. Ví dụ đây mình chọn màu xanh lá. Ok. Thì ở sau khi chọn như vậy thì ở cái phần ngõ vào của khối này nó sẽ có cái đầu vào cho cảm biến hiện diện. Thì mình sẽ tích vào đây để hiển thị cái đầu vào ở đây. Còn ở chỗ cảm biến hiện diện mình sẽ chọn là motion và kéo vào cái khối đầu vào này. Rồi ở đây thì chỗ cảm biến hiện diện mình có thể chọn cái thời gian cho nó, ví dụ như là sáng 5 giây đi, mình có thể chọn 5 giây. Rồi trong cái khối điều khiển đèn thì mình cũng có thể chọn đèn sáng 5 giây. Rồi lưu lại. Rồi bây giờ mình cùng kiểm tra xem thực tế hệ thống có hoạt động đúng như mình cài đặt không ha. Có thể thấy ngay khi phát hiện chuyển động thì đèn sáng khoảng 5 giây rồi tắt, và khi phát hiện chuyển động nữa thì đèn lại sáng 5 giây đúng như kịch bản mình cài đặt. Rồi, tính năng thứ tư mình muốn giới thiệu các bạn là tính năng báo động. Thì ngữ cảnh ở đây mình sẽ cài đặt là khi có người mở cửa thì hệ thống sẽ kích hoạt báo động, đèn sẽ sáng nè, những cái tiếng kêu chạm trên công tắc sẽ kêu nè. Đồng thời nếu mà mình có hệ thống âm thanh loa trong nhà thì
Line này cũng sẽ reo cái âm thanh báo động để cảnh báo cho người dùng cũng như là xua đuổi chậm. Thì cái cách cài đặt như sau. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng khói alarm để có thể cài đặt cho cái tính năng này. Mình dùng khói này và thêm nó vào hệ thống. Rồi, ở đây thì nó sẽ có phần đầu vào của cái khói alarm. Thì đầu vào mình có thể tích chọn những cảm biến hiện diện có trong cái hệ thống của mình nè. Rồi đầu ra có thể là những cái tiếng lít chuột ở trên công tắc nè, hoặc là đầu ra là những cái khói điều khiển chiếu sáng để tự động bật đèn khi mà có phát hiện có người đột nhập nè. Đó, mình có thể tích chọn như cái phần này luôn, chọn OK. Rồi ở đây điều kiện đầu vào của mình là cảm biến từ cửa, thì mình có thể chọn cái cảm biến từ cửa để làm. Rồi thì ở đây á, cái điều kiện đầu vào của mình á, là cảm biến từ cửa. Thì trong Vali Demo á, cảm biến từ cửa sẽ được nói với ngõ IN 8 của mini server. Thì nên ở đây mình sẽ chọn cái ngõ IN 8 như nào. Sau đó mình nói vào cái chỗ là Window and Contact ở đây. Đó. À, khi mà có người mở cửa thì sẽ báo động. Ở đây mình sẽ đảo cái mức logic lại, khi có người mở cửa thì cảm biến từ cửa sẽ on lên. Thì mình sẽ tích vào cái chỗ Window and Contact có cái dấu chấm này nè, tích vào để khai đảo cái mức logic chỗ này. Rồi, để mà kích hoạt báo động á, thì mình sẽ chọn một cái đầu vào kích hoạt báo động, ví dụ là một điểm chạm nào đó của công tắc đi. Ở đây mình sẽ chọn điểm chạm T2 của công tắc để kích hoạt báo động. Mình sẽ kéo nó ra. Rồi, kích hoạt báo động á, thì ở đây sẽ có một số cái tính năng cho mình chọn, ví dụ như là bật báo động với cái cảm biến hiện diện, hoặc là bật báo động mà không có cảm biến hiện diện á, thì tùy mình chọn những cái tính năng mà mình thấy phù hợp. Ví dụ ở đây mình muốn demo với con cảm biến từ cửa thôi, thì mình có thể chọn là bật báo động mà không có cảm biến hiện diện, tích chọn vào đây, sau đó kéo cái đầu vào công tắc vào cái phần bật báo động này. Rồi trong cái khói mà báo động á, mình có thể cài đặt một số cái thông số, ví dụ như là thời gian mà delay âm thanh nè, ví dụ như là khi mà có người mở cửa rồi thì ở đây là đang là 20 giây sau thì hệ thống âm thanh trong nhà mới reo, thì mình có thể chọn ngắn hơn, ví dụ là 5 giây. Hoặc là visual alarm là thời gian mà đèn sáng nè, thì khi có người mở cửa thì 40 giây sau đèn mới sáng, thì mình có thể chọn ngắn những cái thời gian này xuống để mình demo cho dễ thấy, ví dụ đây mình chọn 5 giây. Rồi sau khi mà cài đặt hết những cái tính năng trên thì mình chọn Save in Mini Server để lưu lại. Rồi bây giờ cùng mình test thử cái hệ thống xem có hoạt động đúng như những cái tính năng mà mình cài đặt không ha. Ta bật báo động bằng điện chạm T2 của công tắc. Khi có người mở cửa thì ngay lập tức đèn sẽ nhấp nháy và thông báo cho người dùng biết là có người đang đột nhập. Như vậy thì vừa rồi em đã giới thiệu đến các anh chị cách cài đặt và cấu hình hệ thống nước sông cơ bản. Nếu thấy hay thì nhấn like, chia sẻ, đồng thời đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận những cái thông báo mới nhất từ những video của Eurosolar. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Đi cô gì chào.